chấn động, hợp vía thần tài, tuổi Đinh Tị sinh 1977, đón tin vui liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về như nước lũ, đổi đời giàu nhanh chóng mặt đúng tháng 6 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình vô cùng kỳ diệu, đầy bất ngờ và thách thức. Mỗi người từng trải qua những phút giây của riêng mình, nhưng tất cả chúng ta đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, liệu có ai có thể biết chắc chắn được điều đó? Theo những thông tin mới nhất từ các chuyên gia tử vi phương Đông, con giáp tuổi Đinh Tị sinh 1977 là những người có tính cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thông minh. Họ thường có khả năng phản ứng nhanh chóng trước những tình huống khó khăn và có khả năng thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, dù có những phẩm chất tích cực đó, cuộc sống của tuổi Đinh Tị vẫn không tránh khỏi những thách thức và vận hạn. Tháng 6 âm lịch 2024 dường như sẽ là thời điểm quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong vận mệnh của họ. Theo dự báo, tuổi Đinh Tị sẽ được hưởng phúc từ tổ tiên và có cơ hội kiếm tiền lớn. Điều đặc biệt là, nếu quý bản mệnh lắng nghe hết những lời tư vấn và chỉ dẫn từ Minh Đường Tử Vi ngay sau đây, đảm bảo rằng cuộc sống của quý bản mệnh sẽ trở nên phong phú và sung túc hơn bao hết. Những cơ hội mới và những thành công lớn có thể sẽ đến với quý bản mệnh nếu quý bản mệnh biết cách tận dụng và khai thác những lợi ích từ vận may này. Vậy vận trình tử vi chi tiết của tuổi Đinh Tị trong tháng 6 âm lịch sẽ chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi khám phá và tìm hiểu chi tiết để có thể nắm bắt trọn vẹn vận may này và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công nhất quý khán giả nhé! Quý khán giả thân mến, càng đi xa truy tìm thành công thành tựu, anh chị sẽ càng dễ vấp ngã, càng mơ to ước lớn, làm nhiều mộng lắm, sẽ lại càng đi kèm những rủi ro, những gian truân mỏi mệt, người bình yên tất ít truy cầu mong mỏi, người lười biếng tất ít suy nghĩ nhọc nhằn và những người không có ước mơ hoặc không nhiều tham vọng, sẽ chẳng phải đi qua vùng đất hoang tàn, đau thương của sự thua cuộc. Nên đừng buồn vì anh chị đã thua, hãy mừng vui vì anh chị đã dám làm, dám thử. Là một Đinh Tị, ắt anh chị đã từng cố, anh chị đã từng chiến, ắt anh chị đã từng ngược xuôi, ắt anh chị đã từng vất vả. Là một Đinh Tị, chắc chắn anh chị có nhiều ước mơ, cũng kèm nhiều tham vọng, cũng từng mạnh dạn hiện thực hóa, dám ngông cuồng một khúc, dám dại điên một đoạn để theo đuổi những điều phi lý mà ít người ủng hộ anh chị. Nhiều khi là một Đinh Tị, ắt anh chị từng có những phút huy hoàng của bản thân, cũng từng có những giây vinh quang trên đỉnh nhân sinh ngắn ngủi, có những ngày cười, cũng nhiều ngày hân hoan, có những ngày đông vui, thiên hạ nhiều ủng hộ. Là một Đinh Tị, ắt anh chị từng khóc nghẹn trong bóng tối, hay bó gối bần thần hốt hoảng chẳng biết làm gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy trống rỗng, uống rượu say mềm, nghe nhạc buồn lặng tĩnh không. Là một Đinh Tị, ắt anh chị từng vỡ òa trong đau đớn, người ta coi là chi kỷ, lại thình lình quay lưng, người ta từng chẳng tiếc, lại chẳng ngại ngần đạp thêm một chân đẩy ta rơi xuống giếng, đồng tiền bỗng có lúc thật là to. Là một Đinh Tị, ắt anh chị mệt lắm phải không, vẫn biết rằng để lớn thì rắn phải lột da, để trưởng thành, để hóa rồng thì bản thân ta phải dày công nỗ lực. Như những mảnh da lột khỏi người con rắn, nhỏ đâu có nghĩa là không thấy đau, vết máu, vệt mồ hôi nhòe đi, nhưng tâm can đầy mờ sẹo. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ không nói nhiều về dự báo, cũng chẳng khuyên Đinh Tị nên làm cái gì, vì khuyên nhiều, viết lắm cũng chỉ vậy, nên chỉ nhắn lại với các anh chị vài điều này. Đầu tiên, cái các anh chị muốn làm, vậy thì cứ thế mà làm, anh chị đủ trình độ để làm, đủ khả năng để làm, hiện tại cũng đủ thời vận để làm. Đừng vì thời vận trắc trở vài năm mà nghĩ bản thân ta chỉ là run rế nơi đất khô cằn sỏi. Cái anh chị cần là tin vào bản thân, tin vào chuyên môn, cùng khả năng cảm nhận. Cũng cần giữ một cái đầu lạnh, lạnh như rắn, bình tĩnh như mặt nước, không một gợn sóng để xử lý, để quyết định, để lựa chọn đối sách cho những lựa chọn đang cận kề. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch 2024, thời điểm vô cùng thuận lợi, anh chị từng làm to hoặc từng làm ăn lớn, hoặc từng mơ to, hoặc từng ước lớn, cũng từng mất lắm, hoặc từng thua nhiều, không sao cả, nhưng mong anh chị quên đi, trở về với cái tâm thế của người đang khởi nghiệp hoặc đang làm lại từ đầu. Nếu anh chị vẫn giữ tâm thế của một người bên trên hoặc kén cá chọn canh, hoặc chê bài lớn nhỏ, ắt anh chị sẽ bỏ lỡ mất cơ hội nhiều. Người đời tệ bạc là lẽ thường của nhân sinh, người ta thân quen không buồn giang tay đỡ cũng là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhiều phần anh chị hãy học cách tự đi, cười nhạt với bè lũ đang vây quanh anh chị để thành công, cất lên tiếng nói riêng thay cho anh chị, chứ việc gì phải kể lể hay muộn phiền về việc ta đã từng tử tế thế nào,
và họ đã sống như thế nào lại với ta không? Đáng đơn giản chỉ là hai chữ như vậy. Và luôn nhớ, nếu anh chị là bạn của tất cả mọi người, tức anh chị là kẻ thù của chính bản thân mình. Học cách sàng lọc, lựa chọn một chút sẽ đưa đường đời anh chị rộng mở nhiều hơn. Có một câu nói nổi tiếng thế này: nếu anh chị không thay đổi, bản thân sẽ không có gì thay đổi cả. Nhưng phải nhớ, thay đổi nhưng từ từ, chậm rãi thôi, vì định hướng là thứ quan trọng hơn là dục vọng tốc hành. Chỉ cần anh chị chọn đúng thì anh chị sẽ đi đúng và có mục đích đến đúng. Còn nếu anh chị chọn sai, dù có đi nhanh, chạy mau thì cuối cùng nơi anh chị tới vẫn cứ là không chuẩn. Từ 2024 đến 2026, trong 3 năm tới này là những năm mà cuộc đời một đinh tị sẽ định hình và dần vuông vức. Anh chị còn nhớ tham vọng của mình chứ? Còn nhớ sự tự tin vô căn cứ mà anh chị từng có ở bản thân? Hay còn nhớ những nuối tiếc, những mong mỏi, những trách nhiệm mà anh chị phải gồng gánh trong cuộc đời? Vậy, anh chị có 3 năm đẹp để bắt đầu dựng xây, khởi phát từ cái thời điểm tháng 6 âm lịch của 2024 này, quên cái đỉnh nhân sinh cũ anh chị từng có đi. Vì so với cái đỉnh mới, anh chị có thể chạm cái đỉnh cũ chỉ như đống rác đầu đường, lại quên những cái nỗi đau, nỗi khổ mà anh chị từng gánh chịu đi. Vì cuộc đời anh chị ở đằng trước còn rất nhiều thứ đáng để ta say, ta đợi chờ. Nếu anh chị cứ mãi trầm mê hoặc ủ ê, thì xin lỗi, anh chị sẽ mãi cứ chìm dần vào bóng tối. Như vậy sẽ thật tiếc lắm cho vô hạn khả năng, những điều mà đáng lẽ anh chị có thể vươn tới và đạt được. Sẽ thật buồn lắm vì mình cũng không còn động viên hay truyền lửa được cho anh chị thêm nữa rồi. Một lời cuối, stress không đến từ việc anh chị làm việc chăm chỉ hay có nỗ lực vất vả. Stress đến từ việc anh chị sợ thua và không dám hành động, không dám lại một lần nữa. Bắt đầu là rồng hay là rắn, hay là giun, là ngọc thạch hay là thường dân, cũng chỉ là một ý niệm nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nhất niệm sinh hoa, nhất niệm tâm khởi. Mong anh chị sống một đời đúng khả năng, có một kiếp nhân sinh nhiều màu, đúng duyên nghiệp, bắt đầu bước lại từ từ đi nhé anh chị đinh tị kiên cường. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi đinh tị sinh 1977 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, tháng 6 âm lịch sẽ là một giai đoạn đáng nhớ đối với người tuổi đinh tị. Dưới sự chiếu rọi của các sao tốt, vận trình của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, những kế hoạch và dự định mà bạn ấp ủ bấy lâu nay sẽ có cơ hội được thực hiện và mang lại kết quả khả quan. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, tình cảm gia đình hạnh phúc và sức khỏe ổn định là những điểm sáng. Trong tháng 6 âm lịch này, tuổi đinh tị sẽ cảm nhận rõ rệt sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được nhiều thành công mới. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng mối quan hệ xã hội, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và củng cố vị thế của mình trong công việc. Những cơ hội đầu tư cũng sẽ đến, mang lại nguồn lợi lớn nếu bạn biết cách nắm bắt. Sự hiện diện của các sao tốt trong tháng này sẽ mang lại nhiều cơ hội may mắn cho người tuổi đinh tị, nhờ có được sao Thái Âm chiếu mệnh, giúp tuổi đinh tị giải quyết những khó khăn một cách dễ dàng hơn, đồng thời mang lại sự hỗ trợ từ quý nhân, bạn sẽ cảm thấy mình như được mở đường trong mọi việc, từ công việc đến cuộc sống cá nhân. Trong công việc, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự thuận lợi và suôn sẻ, các dự án đang thực hiện sẽ tiến triển tốt, mang lại kết quả ngoài mong đợi. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện năng lực và khả năng lãnh đạo của mình. Những nỗ lực và cống hiến trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn có thể nhận được sự công nhận và khen thưởng từ cấp trên. Tháng 6 âm lịch cũng là thời điểm tài lộc dồi dào đối với người tuổi đinh tị, các nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ những khoản đầu tư phụ. Bạn sẽ thấy tiền bạc ùn ùn kéo về, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích lũy và đầu tư. Hãy sử dụng nguồn tài chính này một cách khôn ngoan để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài. Trong lĩnh vực tình cảm, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn kết và yêu thương hơn. Những cuộc trò chuyện chân thành và những hoạt động chung sẽ giúp gia đình bạn thêm phần hòa hợp. Đối với người độc thân, tháng này là cơ hội tốt để bạn mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới, có thể mang lại hạnh phúc dài lâu. Sức khỏe của bạn trong tháng 6 âm lịch khá ổn định, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên, hãy chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể dục để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Đừng quên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Tiếp theo ngay sau đây,
sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là thời điểm tuyệt vời để người tuổi Đinh Tị tập trung phát triển sự nghiệp với tinh thần làm việc hăng say và năng lượng dồi dào. Bạn sẽ dễ dàng đạt được những thành công mới, các dự án đang thực hiện sẽ tiến triển thuận lợi và bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên cũng như sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Đây là thời điểm để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo của mình. Các cơ hội thăng tiến trong công việc sẽ đến và nếu bạn biết cách tận dụng sự nghiệp của bạn, sẽ có những bước tiến đáng kể. Hãy chủ động đề xuất ý tưởng mới và không ngần ngại chấp nhận thử thách. Sự tự tin và kiên định sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và khẳng định vị trí của mình. Đồng thời, việc học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn cũng là điều cần thiết để bạn phát triển bền vững trong sự nghiệp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch hứa hẹn mang lại những khoản thu nhập đáng kể cho người tuổi Đinh Tị, không chỉ có lương thưởng từ công việc chính mà các khoản thu nhập từ những nguồn phụ cũng tăng lên đáng kể. Bạn sẽ nhận thấy tiền bạc ùn ùn kéo về, giúp bạn cảm thấy an tâm và có điều kiện tốt hơn để đầu tư hoặc tiết kiệm. Đây là thời điểm bạn nên cân nhắc các cơ hội đầu tư có tiềm năng. Tuy nhiên, hãy nhớ quản lý tài chính một cách thông minh để đảm bảo sự ổn định lâu dài, tránh việc chi tiêu quá tay và đầu tư vào những lĩnh vực không rõ ràng. Sự cẩn trọng và khôn ngoan trong các quyết định tài chính sẽ giúp bạn duy trì được sự thịnh vượng trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 6 âm lịch. Trong lĩnh vực tình cảm, tháng 6 âm lịch mang lại những giây phút ấm áp và hạnh phúc cho gia đình bạn. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn kết và yêu thương hơn. Những cuộc trò chuyện chân thành và những hoạt động chung sẽ giúp gia đình bạn thêm phần hòa hợp. Đối với người đã có gia đình, đây là thời điểm để bạn dành nhiều thời gian hơn cho người thân, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Những buổi tối sum họp, những chuyến đi chơi cùng gia đình sẽ giúp tăng cường tình cảm và sự gắn kết. Đối với người còn độc thân, đây là thời điểm tốt để bạn mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới, có thể mang lại hạnh phúc dài lâu. Hãy tận dụng cơ hội này để gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với những người có cùng sở thích và quan điểm sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tị sinh 1977 trong tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Đinh Tị trong tháng 6 âm lịch khá ổn định, tuy nhiên, đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể dục. Thời gian này, bạn cũng nên chú ý đến việc thư giãn và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Việc duy trì thói quen sống lành mạnh sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy sức sống và năng lượng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Hãy lắng nghe cơ thể mình và không ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia y tế nếu cần thiết. Một lối sống cân bằng và hợp lý sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Đinh Tị 1977 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: dưới sự hỗ trợ của các tinh và quý nhân, tháng 6 âm lịch này, bản mệnh sẽ gặt hái được thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Mão và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Đinh Tị 1977. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Tị sinh 1977, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 6 âm lịch mang lại khởi đầu đầy hứng khởi cho người tuổi Đinh Tị. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt năng lượng tích cực và sự hứng khởi trong công việc và cuộc sống. Vận trình công việc diễn ra suôn sẻ với nhiều cơ hội mới, những ý tưởng sáng tạo và đột phá sẽ giúp bạn nổi bật trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai những dự án mới hoặc đề xuất những sáng kiến quan trọng. Tài chính cũng khá ổn định trong tuần này, các khoản thu nhập từ công việc chính vẫn đều đặn và có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng nhỏ. Nhờ những đóng góp tích cực trong công việc, hãy cẩn trọng trong chi tiêu để tránh những khoản không cần thiết. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, mối quan hệ với người thân và gia đình rất hòa hợp. Những buổi tối sum họp, trò chuyện cùng nhau sẽ giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Đối với người độc thân, đây là thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ mới. Phương diện sức khỏe của bạn ổn định, nhưng đừng quên duy trì thói quen tập thể dục và ăn uống lành mạnh.
Việc tập yoga hoặc thiền định cũng sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tinh thần cân bằng và thư giãn. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần thứ 2 của 12 con giáp nhận thấy, tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với một số thách thức nhỏ, nhưng chúng không đủ lớn để làm bạn nản lòng. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và tập trung vào mục tiêu của mình. Phương diện công danh, sự nghiệp có thể xuất hiện một vài khó khăn, nhưng đây là cơ hội để bạn thể hiện khả năng giải quyết vấn đề của mình. Sự kiên nhẫn và khéo léo sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Vận trình tài chính có phần biến động nhẹ do một vài khoản chi tiêu phát sinh, tuy nhiên, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được các khoản thu nhập phụ từ những công việc ngoài luồng hoặc đầu tư nhỏ. Chuyện tình cảm. Tình cảm gia đình vẫn duy trì sự ấm áp, đừng quên dành thời gian cho những người thân yêu của bạn, một buổi dã ngoại ngắn hoặc một bữa ăn tối ấm cúng sẽ giúp gắn kết tình cảm hơn. Phương diện sức khỏe. Tuần này bạn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi để tránh tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức. Hãy cân nhắc việc tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ hoặc bơi lội. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần thứ 3 cho thấy, vận trình của tuổi Đinh Tỵ bắt đầu có những tín hiệu tích cực hơn, những khó khăn trước đây dần được giải quyết và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn. Công việc diễn ra trôi chảy và bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp của cũng như quý nhân. Đây là thời điểm để bạn thúc đẩy các dự án lớn và khẳng định năng lực của mình. Phương diện tài chính cũng dần ổn định trở lại và bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ những nguồn thu nhập ngoài dự tính. Hãy tiếp tục quản lý tài chính một cách thông minh và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng. Mối quan hệ gia đình tiếp tục êm ấm và hạnh phúc. Bạn nên tận dụng thời gian này để chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá tốt, đừng quên duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và chú ý đến việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch là thời điểm bùng nổ với nhiều cơ hội và may mắn. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đây là tuần mà bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn trong công việc. Những nỗ lực và cố gắng từ đầu tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể được thăng chức hoặc nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Tài chính thăng hoa, bạn sẽ nhận được những khoản thu nhập lớn từ công việc chính và cả những dự án đầu tư. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các khoản đầu tư dài hạn nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính trong tương lai. Tình cảm gia đình đạt đỉnh cao của sự hòa hợp và yêu thương, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự ấm áp và hạnh phúc từ gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức những buổi họp mặt gia đình hoặc kỷ niệm những dịp đặc biệt. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần cuối tháng 6 âm lịch rất tốt, hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và dành thời gian cho việc thư giãn và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho những chặng đường phía trước. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Đồng điếu. Đồng điếu có khả năng kích hoạt vận khí tài lộc, mang lại cơ hội và thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Việc đặt đồng điếu trên bàn làm việc không chỉ thu hút tài lộc và vận may, mà còn giúp hóa giải những năng lượng tiêu cực và tạo môi trường tích cực, an nhàn cho chủ nhân. Đặt đồng điếu trong không gian làm việc cũng có thể thể hiện sự tôn trọng với các giá trị tài chính và kinh doanh bằng cách tận dụng năng lượng từ đồng điếu. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể tạo ra cơ hội thăng tiến và hút lộc, đồng thời giữ sự mơ mộng và nhàn nhã trong cuộc sống. Tháp Văn Xương. Hình tượng tháp thường liên kết với trí tuệ và lòng tốt trong Phật giáo. Đặt tháp Văn Xương trên bàn làm việc không chỉ tạo môi trường hướng tới tâm thiện và thông thái, mà còn kích thích tinh thần và giúp tăng cường năng lực tập trung. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể tận dụng tháp Văn Xương để giữ trí tuệ, đưa ra quyết định đúng đắn và tạo ra những giải pháp sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Tháp Văn Xương được chế tác với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau,
Dòng tháp Văn Xương với 79 hoặc 13 tầng đều mang trong mình năng lượng khác nhau, quan niệm rằng tháp càng cao thì năng lượng càng lớn. Do vậy, việc chọn tháp Văn Xương với nhiều tầng có thể mang lại hiệu quả tích cực. Loại tháp 13 tầng thường được xem là có khả năng chống chọi và phát triển tốt. Thiềm thừ. Trong phong thủy, thiềm thừ thường được coi là linh vật mang lại tài lộc và may mắn, tượng trưng cho việc thu hút và lưu trữ tài chính. Đặt thiềm thừ trong không gian làm việc hoặc nhà ở có thể giúp gia tăng cơ hội tài lộc, thu lại sự thịnh vượng và phát triển. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của người mang mệnh thổ, thiềm thừ có thể tương thích với tính kiên cố và nghị lực trong việc thực hiện mục tiêu tài chính. Họ có thể tận dụng niềm đam mê, thu hút thịnh vượng và tạo ra môi trường giàu có cho bản thân. Tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật huyền bí với tạo hình kết hợp giữa đầu rồng, thân ngựa và chân lưng, được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và bảo vệ đối với người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 mang mệnh thổ, sa trung thổ. Ngoài mang dáng vẻ độc đáo, tỳ hưu lại không có hậu môn, chỉ ăn vàng bạc và châu báu. Do đó, quan niệm dân gian cho rằng, khi sở hữu tỳ hưu ở trong nhà, gia chủ sẽ trở nên giàu có và tài lộc thịnh vượng, sẽ không bao giờ thiếu thốn. Tỳ hưu có khả năng hút tài lộc và giữ chúng lại, tạo ra một môi trường thịnh vượng cho gia đình. Với tính cách mạnh mẽ của mệnh thổ, tỳ hưu có thể đồng hành và gia tăng sức mạnh bảo vệ và tài lộc cho người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Hình ảnh độc đáo của tỳ hưu cũng thể hiện sự khác biệt và độc đáo trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá phong thủy được tạo ra từ dòng đá thạch anh tự nhiên, có niên đại hàng triệu năm, mang trong mình năng lượng dương khí mạnh mẽ từ lòng đất. Đặt quả cầu đá phong thủy trên bàn làm việc, bàn học hay trong phòng khách có thể giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút may mắn, bình an và phát triển trong công việc. Quả cầu phong thủy thường có dạng hình cầu, giúp dương khí lưu thông tốt hơn và lan tỏa trên mọi phương diện của cuộc sống. Bằng cách sử dụng kết quả cầu phong thủy, người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể thu hút năng lượng tốt hơn nữa. Quả cầu còn có khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, tránh xa những điều không tốt lành và chống đối với tiểu nhân phá hoại. Đồng thời nó cũng giúp cải thiện mối quan hệ trong công việc và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, nhà ở tốt là cung cấp căn nhà trống hoặc chỗ ở của bạn cho những người đi ngang qua hoặc cần giúp đỡ, cung cấp một nơi ở tạm thời. Cư mang cho những người vô gia cư, những người sắp sinh con nhưng không có tiền thuê trọ, những người gặp khó khăn không có chốn ở, có công đức lớn lao và tương đương với việc phóng sinh. Chúng ta luôn cảm thấy mình nghèo, chúng ta cũng thường nghĩ rằng từ thiện là bố thí của cải. Trên thực tế không phải vậy, từ thiện không nhất thiết phải là của cải, mà là lời nói và việc làm của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi vận rủi của bạn và mang lại may mắn. Nghiệp tốt và quả báo tốt là do hành động tốt của chính mình tạo ra. Đừng keo kiệt với những lời nói hay việc tốt của mình. Hãy giúp đỡ nhiều hơn những người đang gặp khó khăn. An ủi những người đang buồn phiền và khen ngợi những người có công đức hoàn hảo. Nếu bạn có thói quen tốt này, vận may sẽ theo đuổi bạn. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.